Như vậy hôm nay ta đến với lại tới tích phân suy rộng ha. Đầu tiên mình hiểu tích phân suy rộng là gì? Tức là lúc trước khi mình tính tích phân thì ví dụ như mình cho cái hàm f(x) nó xác định trên cái đoạn AB ha. Nó liên tục trên đoạn AB. Đúng không? Như vậy thì cái tích phân này nè, cái tích phân từ A đến B của f(x) là một cái tích phân rất bình thường. Nhưng bây giờ mình sẽ mà mở rộng cái khái niệm này ra bằng cách như sau. Nó có hai cách mở rộng. Cách mở rộng thứ nhất á là bây giờ mình sẽ cho cái đoạn AB này nè, là mình cho cái đoạn AB này là một cái khoảng vô hạn. Khoảng vô hạn. Tức là ví dụ như giờ em giữ A lại nhưng mà em cho B tiến tới dương vô cùng thì mình sẽ có cái tích phân á là từ A đến dương vô cùng của f(x) dx. Hoặc là ngược lại, mình có thể cho cái b này giữ lại, cái a này mình cho nó chạy về âm vô cùng, thì nó sẽ là từ tích phân từ trừ vô cùng cho đến b của f(x) dx. Hoặc là trường hợp tổng quát luôn là mình có thể cho cả a và b đều là vô cùng. Như vậy nó ra tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của f(x) dx. Rồi. Thì cái tích phân á mà cái hàm số f(x) á thì liên tục trên cái khoảng AB, mà cái khoảng AB này lại là bị vô hạn, tức là từ A đến dương vô cùng hay từ âm vô cùng đến B hoặc là từ âm vô cùng đến dương vô cùng, thì cái này gọi là tích phân suy rộng loại 1. Được chưa? Rồi còn cái cách mở rộng thứ hai là như sau. Cái đoạn AB này thì vẫn bình thường, không không có vấn đề gì để nói hết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên chính giữa A với B nè, cái hàm F nó không liên tục nữa. Là lấy ví dụ cụ thể, ví dụ như là mình lấy tích phân từ trừ 1 cho tới 1 của dx chia x bình chẳng hạn đi. Thì em thấy là từ trừ 1 tới 1 là cái hàm f(x) đó, ở đây f(x) của mình đó, là bằng 1 phần x bình. Đúng không? Cái hàm f(x) này là nó không liên tục trên cái đoạn từ trừ 1 tới 1. Rõ ràng em thấy x bằng 0 là cái mẫu số bằng 0 không xác định nữa. Cho nên nó không liên tục trên cái đoạn lấy tích phân. Thì cái tích phân loại đó mình gọi là tích phân suy rộng loại 2. Mình gọi tạm thời gọi cái tên của nó là gián đoạn ha. Cái hàm bị gián đoạn. Hàm lấy tích phân bị gián đoạn. Đó. Ví dụ như mình viết đơn giản thôi, ví dụ như em lấy tích phân từ 0 tới 1 của dx chia cho thì em thấy khi em thấy bằng 0 đây là thằng f(x) nó không liên tục tại 0 nè. Đúng không? Cho nên cái tích phân này cũng là một loại gián đoạn. Hoặc đây là gì? Gián đoạn tại cái cận dưới, có khi nó loại gián đoạn tại cận trên, ví dụ như là cái tích phân từ từ trừ 1 cho tới 1 của dx chia cho x trừ 1 đó, ví dụ như vậy. Thì cái tích 1 này thay đây nó không xác định. Đó, thì như vậy là nó bị gián đoạn tại cận trên hoặc nó bị gián đoạn ngay cái điểm chính giữa, ví dụ như là từ trừ 1 tới 1 của dx chia x bình thì nó gián đoạn tại 0. Cái không là điểm gián đoạn. Hay như vậy ta có khái niệm tương đối cơ bản về cái tích phân suy rộng ha. Vậy nhớ nha, tích phân suy rộng mình chia thành hai loại là loại một là cái khoảng vô hạn. Có nghĩa em thấy cái cận nó thường cái khoảng vô hạn sẽ cận nó là vô cùng lớn nè, hoặc là từ âm vô cùng đến một giá trị nào đó, hoặc là từ âm vô cùng đến dương vô cùng luôn. Cái đó là tích phân suy rộng loại một. Hoặc là tích phân suy rộng loại 2, tức là cái hàm lấy tích phân nó bị gián đoạn trên cái đoạn lấy tích phân. Đó, đó ví dụ như từ trừ 1 tới 1 của dx chia x bình, nó gián đoạn tại 0. Nó tại 0 nằm trên đoạn từ trừ 1 tới 1. Như vậy là mình cũng hiểu sơ sơ về tích phân suy rộng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cụ thể coi là xử lý những cái tích phân nó như thế nào. Bây giờ để minh họa cho cái tích phân suy rộng loại 1 thì mình xét cái bài toán sau đây ha. Thì cho cái hàm số y bằng f(x) bằng 1 phần x bình, đây là đồ thị của nó. Bây giờ vấn đề đặt ra á, là mình sẽ tính cái phần diện tích giới hạn bởi cái đường màu vàng là cái đường f(x) rồi cái trục OX, trục OX và phần phải của cái đường x bằng 1. Đây cái đường y bằng 1 là đường màu đỏ nè, phần phía phải là cả cái phần diện tích này nè, phần cả phần diện tích này. Thì theo cái lý thông thường mình nghĩ á, thì do là cái phần bên phải nè nó kéo dài ra vô hạn,
Cho nên là mình thường nghĩ cái diện tích này cũng sẽ vô hạn luôn. Nhưng mà thực ra bây giờ mình sẽ chứng minh được là cái diện tích này không vô hạn. Nó sẽ ra một con số hữu hạn. Và con số đó là bao nhiêu? Mình phải tính ra. Vậy bây giờ là nếu tính trực tiếp thì nó khó khăn. Bây giờ mình sẽ tính từ tính từ 1 cho đến một cái giá trị nào đó bên phải số 1, ví dụ như là T. Vậy bây giờ mình sẽ đi tính cái phần diện tích bên trong này. Tính cái phần diện tích này. Phần diện tích được gạch chéo trong này. Đương nhiên là cái phần diện tích đó nó phụ thuộc vào A. Thì như ở mấy chương trước mình cũng biết rồi. Cái phần diện tích này nè. Là phần diện tích này mình đặt là AT nha. AT sẽ bằng tích phân của Fx là 1 phần x bình dx. Và cận lấy từ 1 cho tới T. Từ 1 cho tới T. Cái tích phân này rất đơn giản nha. 1 phần x bình lấy nguyên hàm lên là trừ 1 phần x. Thế cận là từ 1 tới T vào. Ra ngay giá trị là 1 trừ cho 1 phần T. Như vậy là AT bằng này. AT là bằng 1 trừ 1 phần T. Ở đây ta có thể thấy ngay là do T nó dương nè. Cho nên cái phần mà 1 mà trừ 1 phần T này âm. Tức là cái AT nó luôn bé hơn 1. Bé hơn 1. Với mọi T. Bất chấp T là bao nhiêu nó đều bé hơn 1 hết. Nhưng mà bây giờ là để tính được cái diện tích S mà khi mà lấy cả cái phần ra xa này luôn thì ta sẽ cho T tiến tới dương vô cùng, được không? Giờ bây giờ ta thử tính cái lim của AT khi T tiến tới dương vô cùng thì bằng bây giờ mình sẽ thay AT là bằng 1 trừ 1 phần T. 1 trừ 1 phần T khi T tiến tới dương vô cùng. Rõ ràng đây dễ dàng thấy 1 phần T thì 1 mà chia vô cùng lớn thì bằng 0. Như vậy cái giá trị lim này bằng 1. Giá trị lim bằng 1. Tức là cái diện tích S này bằng 1. Đúng không? T tiến nó dương vô cùng là T nó chạy sang phải nè. Đó tức là cái diện tích này sẽ được mở rộng ra. Mở rộng cho đến vô cùng luôn. Thì cái diện tích này nó không ra vô cùng mà nó chỉ bằng 1 thôi. Đúng không? Nó chỉ bằng 1 thôi. Như vậy mình thấy nè. Cái diện tích của cái hàm này không phải tiến tới dương vô cùng mà nó bằng 1. Và lúc đó mình sẽ ký hiệu như sau. Cái tích phân này, tích phân từ 1 tới vô cùng của 1 phần x bình dx sẽ bằng cái lim. Bằng cái lim của tích phân. Tích phân mình lấy từ 1 tới t. Từ 1 cho tới t của 1 phần x bình dx khi T tiến tới dương vô cùng. Nào thì lúc nãy mình cũng có cái nhìn khá cụ thể về cái tích phân suy động loại 1 rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến định nghĩa chính xác của nó là gì. Nó có 3 cái định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất đó là nếu như cái tích phân từ A đến T của Fx dx, cái tích phân này tồn tại với mọi T T lớn hơn hay bằng A. Đó là T cận trên nó lớn bằng cận dưới nè. T lớn bằng A. Thì cái tích phân từ A đến vô cùng của Fx dx sẽ chuyển thành giới hạn khi T tiến tới vô cùng của tích phân từ A đến T. Giống như ví dụ nãy mình làm đúng không? Fx dx. Được chưa? Thì nếu như mà cái giới hạn này nè mà nó tồn tại á thì cái tích phân này mình gọi là hội tụ. Nếu cái lim này tồn tại nha thì nó gọi là hội tụ. Lim tồn tại thì tích phân gọi là hội tụ. Hội tụ là convergence. Rồi cái B thì người ta chỉ định nghĩa nó ngược lại cái này thôi. Tức là bây giờ mình sẽ lấy tích phân từ T cho đến A. Nó tồn tại với mọi T bé hơn hay bằng A. Được chưa? Với mọi T bé bằng A thì cái tích phân này cái tích phân của T đến A sẽ bằng cái lim
khi mà tôi tiến tới ông vô cùng hả. Rồi cái Liêm này nếu như mà nó không không tồn tại á, thì ngược lại thì mình sẽ gọi nó là phân kỳ. Ngược lại gọi là phân kỳ, mình gọi là phân kỳ. Phân kỳ tức là diversion. Đó. Yeah. Và cái phần C, phần C của mình là gì? Là nếu như cả cái tích phân mà từ A tới vô cùng, rồi tích phân từ trừ vô cùng cho đến A mà cùng hội tụ. Được chưa? Thì lúc đó mình sẽ gọi cái tích phân này nè, cái tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng, nó sẽ bằng tích phân từ trừ vô cùng cho đến A cộng cho tích phân từ từ A cho đến cộng vô cùng. À, nhớ là cả hai cái tích phân này phải hội tụ. Và đương nhiên thằng này hội tụ, thằng này hội tụ thì thằng này cũng hội tụ. Được chưa? Và lưu ý là cái số A ở đây mình có thể chọn tùy ý. Được chưa? Cái số A này mình sẽ được chọn tùy ý. Thì đó là phần định nghĩa của tích phân suy động loại 1. Cụ thể hơn mình sẽ đi vào các cái ví dụ ha. Bây giờ ta sẽ đến với lại cái ví dụ 1. Ví dụ 1 nó hỏi mình là tích phân từ 1 tới vô cùng của dx trên x là hội tụ hay phân kỳ. Thì như hồi nãy mình biết rồi á, nó hội tụ hay nó phân kỳ á, thì phụ thuộc vào cái giới hạn đó là tồn tại hay không. Như vậy việc đầu tiên á, là em phải chuyển được cái tích phân này thành thành giới hạn, được chưa? Như vậy giờ ta chuyển thành giới hạn như sau ha. Ta có nè, tích phân từ 1 tới vô cùng của 1 phần x dx sẽ bằng giới hạn. Giới hạn của gì em? Của cái tích phân này, nhưng bây giờ nó là từ 1 cho tới t. À bây giờ muốn ra giống cái này thì mình cho t tiến tới vô cùng. T tiến tới vô cùng của 1 phần x dx. À vậy bây giờ cái này bằng cái gì? À, tích phân của 1 phần x thì đơn giản rồi, ra log neighbor. Đúng lý là có chuyển đổi của x á, nhưng mà ở đây 1 tới t thì đương nhiên là dương rồi, mình lẽ log x thôi. Từ 1 cho tới t. Xin lỗi đây có cái chữ lim nha. Lim t tiến tới vô cùng. À. Đây bằng bằng lim. Bây giờ mình thế cận vào, cận trên là mấy em? Cận trên là t, thay vào là log neighbor của t. Cận dưới là log neighbor của 1 khi t tiến tới vô cùng bằng cái log neighbor của 1 thì bằng 0. Như vậy cái giới hạn này chỉ còn lại lim của log t khi t tiến tới vô cùng bằng mấy? T mà tiến ra vô cùng thì log của T cũng tiến ra vô cùng. Cái này đơn giản rồi ha. Thì em thấy nè, cái tích phân này nó bằng cái giới hạn, mà giới hạn này không tồn tại. Giới hạn này không tồn tại là phải tồn tại ra số, ví dụ số 1, số 2, số 3, số 7, số 8 gì đó. Chứ còn cái này là vô cùng lớn, là con số không có thật. Như vậy cái giới hạn không tồn tại, mà giới hạn không tồn tại thì tích phân này phân kỳ. Như vậy tích phân này phân kỳ. À, còn lý do tại sao thì đây, mình vừa chứng minh xong, giới hạn của nó ra vô cùng. Yeah. À, vậy cái đó mình kết thúc cái ví dụ số 1, chuẩn bị qua ví dụ số 2 ha. À, bây giờ ta qua ví dụ số 2, người ta yêu cầu mình tính tích phân từ trừ vô cùng tới 0 của x nhân mũ x dx. Như vậy đầu tiên, cái việc đầu tiên cũng vậy, lúc nào đó, bắt đầu vô mình sẽ tính giới hạn. À, người ta chuyển nó sang giới hạn chứ. À, ta có cái tích phân từ trừ vô cùng cho đến 0 của x nhân ơ mũ x dx nha. Lần này 0 á, là mình giữ lại nè. Mình sẽ cho cái t nằm ở cạnh dưới. Như vậy nó bằng lim khi t. Mà vì t nằm ở cạnh dưới cho nên t phải tiến tới âm vô cùng. Của cái tích phân từ t cho tới 0 của x nhân ơ mũ x dx. À, đầu tiên người ta đi tính cái tích phân này. Người ta đi tính tích phân này. Ví dụ như mình đặt nó là at đi. Như vậy ta có AT bằng gì? AT nè, bằng tích phân. Thì cái này mình dùng công thức tích phân từng phần ha. Bằng cách mình sẽ chọn như sau. Mình chọn là U. U là bằng X. DV. DV là ơ mũ X, DX. Như vậy thấy ngay là DU sẽ bằng DX. Và DV mình chọn luôn là bằng ơ mũ X. Như vậy cứ tích phân này thế vào ta được gì? U. Xin lỗi cái này là V nha, xin lỗi đây là V.
không không có chữ D. U nhân với V tức là bằng x nhân ơ mũ x trừ cho VDU, lấy cộng từ T đến 0 là trừ cho tích phân của VDU. VDU là ơ mũ x DX cộng từ T đến 0. À, vậy nó bằng gì tiếp em? À, thế 0 vào thì cạnh trên là 0 mà, tại x bằng 0 mà. Thế cạnh dưới vô thì nó ra là trừ của T nhân cho ơ mũ T. Rồi trừ cho, cái này mình làm nhanh nha. Là ơ mũ x lấy cộng từ T đến 0 bằng trừ T ơ mũ T, mình viết lại nè. Rồi trừ cho, ở trong đây cạnh trên là ơ mũ 0 là 1, cạnh dưới là cạnh dưới là gì ta, dưới là trừ cho ơ mũ T ha. Vậy bằng, ở đây mình thu gọn lại trừ với trừ thành cộng nha. Ơ mũ T nè, trừ cho 1, rồi trừ cho T nhân ơ mũ T. Rồi bây giờ để đánh giá cái này á thì rồi trong đây ta thấy là có cái phần mà này nè, hai đứa sau á, cái T nhân ơ mũ T là phức tạp. Vậy giờ mình tính cái lim này trước ha. Ở trong đây ta có là lim của T nhân ơ mũ T khi T tiến tới âm vô cùng. Em thấy đây là dạng vô định. Khi mà T tiến tới âm vô cùng thì cái ơ mũ T này tiến tới 0 đúng không? Tại vì ơ mà mũ trừ vô cùng thì nó gần bằng 0. Còn này là T tiến tới âm vô cùng thì nó ra vô cùng. Như vậy là vô cùng nhân 0 là dạng vô định rồi. Bây giờ để khử dạng vô định này ta làm động tác như sau nha. Cái T vẫn để trên tử. Cái ơ mũ T đem xuống dưới mẫu thành là ơ mũ trừ T khi T tiến tới âm vô cùng. Và bây giờ dùng quy tắc L'Hôpital nha. Dùng quy tắc L'Hôpital. À, ta sẽ có là đạo hàm của tử là gì? Đạo hàm của tử là 1. Đạo hàm của mẫu là ơ mũ trừ T, đạo hàm ra trừ ơ mũ trừ T khi T tiến tới âm vô cùng. À, và rõ ràng em thấy nè, T tiến tới âm vô cùng thì trừ T tiến tới dương vô cùng. Mà trừ T tiến tới dương vô cùng thì ơ mũ trừ T là ơ mũ dương vô cùng. Ơ mũ dương vô cùng là dương vô cùng. Được chưa? Gắn dấu trừ vào thì là trừ vô cùng. Như vậy 1 mà chia cho một số vô cùng lớn thì bằng 0. Như vậy cái lim này bằng 0 nè. Thằng này tiến tới 0. Thằng này tiến tới 0. Còn cái ơ mũ T á, cái ơ mũ T này nè, T mà tiến tới âm vô cùng thì bản thân ơ mũ T tiến tới đâu em? Tiến tới 0. Nãy mình lập luận rồi đúng không? Ơ mũ âm vô cùng thì bằng 0. Như vậy là cái tích phân này, cái này bằng 0, cái này bằng 0. Và khi em tính lim ra, em sẽ thấy là lim của AT khi T tiến tới âm vô cùng bằng mấy em? Cái này bằng 0, cái này bằng 0. Vậy cuối cùng chỉ còn lại trừ 1. À, như vậy mình có thể trả lời ngay tích phân hộ tụ phân kỳ. Cái lim này bằng trừ vô cùng. À, xin lỗi, bằng trừ 1. Có nghĩa là một số xác định. Như vậy cái tích phân này nè, tích phân này sẽ là hội tụ ha, bởi vì nó tính ra được con số cụ thể, nó là hội tụ. Mình kết thúc ví dụ 2, mình qua ví dụ 3 ha. Rồi bây giờ qua cái ví dụ thứ 3 này, em thấy đặc biệt là cả hai cạnh của mình đều là vô cùng hết. Như vậy mình sẽ sử dụng cái phần C của cái định lý hồi nãy giới thiệu đó. Tức là bây giờ mình sẽ chèn một điểm vào đây. Thì vấn đề là chọn sao cho khéo thôi. Thì bây giờ mình sẽ chọn số 0 vào ha. Số 0. Như vậy cái tích phân từ trừ vô cùng cho tới cộng vô cùng nè, cộng vô cùng. Mình sẽ tách thành hai tích phân là tích phân từ trừ vô cùng cho tới 0 cộng cho tích phân từ 0 cho tới cộng vô cùng ha. Rồi bây giờ mình đi xét từng cái tích phân một. Đặt thằng này là A1 đi. Thằng này là A2. Để mình tính từng cái ra nha. A1 viết lại nè. Tích phân từ trừ vô cùng tới 0 1 phần 1 cộng x bình x. Đúng chưa? Vậy cái này em chuyển sang giới hạn là bằng lim của tích phân từ T đi từ T đến 0 của 1 phần 1 cộng x bình dx khi T tiến tới âm vô cùng. Cái tích phân này đơn giản đúng không? Mà cái lim viết lại
Tích phân của 1 phần 1 cục ít bình thì nó ra là ạt tan. Ạt tan hay là có trong sách mình hay viết là tan mũ trừ 1 đó. Ạt tan của ít lấy cận từ t cho tới 0. Rồi, như vậy bằng bằng gì em? Ạt tan của 0. Ạt tan của 0 thì bằng 0, đúng không? Như vậy cận trên bằng 0, bỏ đi. Còn cận dưới là mấy? Thế là ra ạt tan của t đúng không? Trừ ạt tan của t. T tiến tới âm vô cùng. Thì bằng giới hạn em thấy là khi mà t tiến tới âm vô cùng á thì cái góc này bao nhiêu? T tiến tới âm vô cùng thì cái góc này á là cái góc mà tan của nó là âm vô cùng á thì nó chính là góc trừ pi trên 2. Như vậy cái này nè, bản thân cái này không là trừ pi trên 2 ha. Rồi gắn dấu trừ vào thì thành ra pi trên 2. Được chưa? À, như vậy cái tích phân đầu ra pi trên 2. Bây giờ với cái cách lập luận tương tự nha, với cái cách tính toán tương tự thì mình chỉ thay cái cộng thôi. Chỗ này thay vì là từ t tới 0 thì nó sẽ là từ 0 cho tới t. Nha, vậy chỗ này nó ra là ở dưới bằng 0 bỏ, ở trên nó mất cái dấu trừ đi. Như vậy nó ra là ạt tan của t. Mà lúc đó t tiến tới dương vô cùng. Thì khi t tiến tới dương vô cùng á, t tiến tới dương vô cùng thì cái ạt tan của dương vô cùng là pi trên 2. Được chưa? Như vậy cái tích phân A2 cũng sẽ ra pi trên 2 luôn. A2 cũng sẽ bằng pi trên 2. À, như vậy em thấy ngay là cái tích phân ban đầu của mình á, tích phân từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng ban đầu của mình sẽ bằng A1 cộng A2 là pi trên 2 cộng pi trên 2, tức là ra pi ha. Mà ra pi thì tích phân này hội tụ. Được chưa? Ở đây mình thấy dễ dàng ha. Bây giờ qua ví dụ 4 như sau nha. Người ta cho mình tích phân từ 1 tới vô cùng của 1 phần x mũ p dx. Và người ta hỏi mình là cái giá trị nào của p thì làm cho cái tích phân này hội tụ. Thì em nhớ lại là cái hút đầu á, là cái ví dụ của mình á, là cái tích phân 1 trên x bình cho là p bằng 2, vậy biết nó hội tụ rồi. Được chưa? Rồi bây giờ tới khi cho cái ví dụ số 1 á thì mình thấy nó là 1 phần x tức là p bằng 1. Đó, 1 phần x là ứng với p bằng 1 thì tích phân nó phân kỳ. Có nghĩa là khi nó bằng 1 thì nó phân kỳ. Như vậy bây giờ mình sẽ làm mà khi mà cái p này nè nó khác 1. Được chưa? Sẽ xác định khi mà p khác 1 nha. Bây giờ xét p khác 1. Xét p khác 1 nha. Thì xem coi là cái chuyện mà hội tụ hay phân kỳ nó phụ thuộc như thế nào vào p. Thì cũng giống như bài kia thôi. Bây giờ mình phải chuyển nó sang bắt buộc là mình phải chuyển nó sang giới hạn tích phân từ 1 tới dương vô cùng là viết tắt thôi, bằng lim của cái tích phân 1 phần x mũ p dx lấy cận từ đâu? Từ 1 cho tới vô cùng, thay cái vô cùng này bằng t và cho t tiến tới vô cùng. Yeah. Tích phân này mình chuyển lại như sau ha. Tích phân này chuyển lại là cái lim viết lại ha. T tiến tới vô cùng. Tích phân này là x mũ trừ p dx bằng lim khi t tiến tới vô cùng. X mũ trừ p thì nguyên hàm của nó là x mũ trừ p cộng 1 chia cho 1 trừ p và cận là 1 cho tới t. Thì em thấy rõ ràng đây là tại vì p khác 1 nó mới có được cái công thức này nha. Chứ nếu p bằng 1 là nó không ra cái này đúng không? P bằng 1 nó sẽ ra hàm log Neper. Thấy chưa? Mình có cái nhìn như thế ha. Bây giờ thế cận vào. Thế cận vào thì ta có cái lim này nó bằng cái gì? T tiến tới vô cùng. Thế cận trên vào là t mũ 1 trừ p chia cho 1 trừ p trừ do cận dưới thế 1 vô thì 1 thế ít thế cái ít này bằng số 1 thì 1 mũ bao nhiêu cũng là 1 thôi. Đó là 1 phần 1 trừ p. Thì em thấy là cái p này đương nhiên nó là một số hữu hạn đó, 5, 10 gì đó thôi ha. P này là số hữu hạn.
Như vậy là cái 1 trên 1 GP này cũng xác định rồi. Như vậy cái vấn đề cái lim này nó tồn tại hay không á, nó chỉ phụ thuộc vào cái phần đầu thôi. Mà cụ thể á, là nó chỉ phụ thuộc vào cái tử thôi, là cái tay thôi. Như vậy bây giờ mình xét cái lim này ha. Xét xét cái lim của T mũ 1 trừ P khi T tiến tới vô cùng. Hồi nãy mình xét nó khác một đúng không? Vậy bây giờ mình làm cụ thể hơn, là mình làm trường hợp thứ nhất nếu mà T lớn hơn 1. Đã thấy rõ ràng là nếu T lớn 1 thì 1 trừ, đặt cái này bằng L đi, đặt nó bằng L. T lớn 1 thì 1 trừ T nó sẽ âm, đúng không? 1 trừ T nó sẽ âm. Như vậy là khi T tiến đi dương vô cùng á, mà nó mũ âm. Mũ âm thì càng lũy thừa bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu thì cái số càng nhỏ đi. Tức là vì nó mũ âm cho nên cái lim này nè, mình có thể viết lại là lim của 1 chia cho, đưa cái T xuống dưới mẫu là P trừ 1 khi T tiến tới vô cùng. Đây em thấy nè, T mũ P trừ 1 xin lỗi, cái này là P nha. Cái này là P. P lớn hơn 1 thì 1 trừ P bé hơn 0. Khi P mà lớn 1 thì P trừ 1 lớn hơn 0. Như vậy là cái vô cùng lớn mà mũ một số dương lên thì nó ra vô cùng lớn. 1 chia vô cùng lớn thì bằng 0. À như vậy em thấy nè, khi P lớn 1 thì cái tích phân này hội tụ. Vậy giờ xét trường hợp ngược lại là nếu P mà bé hơn 1 thì sao? P bé hơn 1 thì cái tích phân cái lim này ra cái gì? P mà bé hơn 1 á thì cái P trừ 1 này nó sẽ âm. Vô cùng lớn mà mũ âm á thì nó ra ra 0. Được chưa? Nó ra 0 cho nên 1 chia 0 không xác định. Như vậy cái giới hạn này là vô cùng lớn. À như vậy em thấy nè, khi P mà lớn hơn 1 thì tích phân này hội tụ. Đúng chưa? Khi P bé hơn 1 cái giới hạn này không tồn tại nè, nên nó phân kỳ. Được chưa? Và kết hợp với cái trường hợp mà khi khi P bằng 1 đó, là ở cái ví dụ 1 đó là 1 phần x đó, thì mình thấy ngay cái tích phân nó sẽ hội tụ khi mà cái P lớn hơn 1. Hội tụ khi mà P lớn hơn 1 và nó sẽ phân kỳ khi P bé hơn 1. Đây nè, trường hợp P bé 1 thấy cái giới hạn không tồn tại cho nên nó phân kỳ, rồi nó bằng 1 cũng phân kỳ luôn. À, như vậy đáp án của mình là hội tụ khi P lớn 1 và phân kỳ nếu như P bé hơn hay bằng 1. Thì đây là những cái ví dụ và tích phân suy rộng loại 1 ha. Để ta kết thúc cái phần thứ nhất rồi chuẩn bị để có cái phần thứ hai ha.